Tiếp theo là cái câu câu số 3 để 7 nhé. Tứ diện ABCD có hai tam giác ABC và ABD vuông tại A. EF là hình chiếu. Nói hình chiếu thôi thì ta hiểu là hình chiếu vuông góc này của A, nên các đoạn BD và BC hãy chứng minh rằng bốn điểm CDEF thuộc một đường tròn. Để ta vẽ đây. A đây. Vâng. B ở đây. Để cho chúng ta có là C đây, D đây. Đấy. Thì BA vuông góc với AC, BA cũng vuông góc với AD, tức là BA vuông góc với mặt phẳng ACD. EF là hình chiếu của A đến BD, EA là hình chiếu của A đến BD. Vậy EA đây, EF là hình chiếu của A đến BC thì F ở đây. Thì đánh dấu vuông góc. Bây giờ phải chứng minh 4 điểm CD, E, F tầm trên một đường tròn. Ta nhớ lại kiến thức của lớp 9. Một cái tứ giác mà nội tiếp đường tròn đấy thì nó có thể là cùng nhìn một góc này. Ví dụ như cùng nhìn một góc như là góc CFD với góc CD là bằng nhau, hay là chứng minh là nó cùng nhìn một đoạn thẳng dưới góc 90 độ, hoặc là chứng minh tổng hai góc đối diện bằng 180 độ. Ở đây chúng ta nghĩ nghĩ nhiều đến khả năng là tổng hai góc đối diện bằng 180. Vì sao vậy? Vì này có CFD với CAD khó góc, nó chẳng liên quan gì đến những cái này là vuông cả. Tôi cứ giả định là nó nội tiếp rồi đi. Nếu nó nội tiếp thì luôn luôn sẽ có cái chuyện là góc này cộng với góc đối diện, tức là góc CAD cộng với CFD phải bằng 180. Vậy hóa ra là CDE phải bằng gì? BFE. Và tương tự thì FCD phải bằng A, à, xin lỗi, bằng B, A, F. Đây, B, A, F. Ta cứ đánh dấu nó bằng đi. Hay nói cách khác là hai tam giác B, A, F và B, C, D nó phải đồng dạng với nhau. Đó. Tại sao ta lại không nghĩ đến các góc vuông? Bởi vì ở đây tuy là có rất nhiều thông tin về vuông góc như là BA vuông góc với AC, BA vuông góc với AD, hay là BA và BF tương ứng vuông góc với BD và BC thật đấy, tuy là có các cái thông tin đó, nhưng ta không nghĩ đến cái khả năng là tam giác tứ giác CDEF chứa các cái cạnh vuông, vì hiển nhiên ví dụ như góc FCD không thể vuông được, nó vuông thì sẽ dẫn đến vô lý ngay lập tức, là nếu mà nó vuông góc với CD thì BA cũng đã vuông góc của CD, không vuông góc nữa, đúng không? Để chứng minh hai cái tam giác này đồng dạng thì chúng ta nghĩ là nó đã có chung cái góc B rồi. Vậy thì ta nghĩ đến các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ. Tức là nếu vậy thì BE chia cho BC sẽ phải bằng BF chia cho BD, đúng không? BE thì ta chẳng nhận là tam giác ABD, tam giác ABD vuông tại A, đường cao AE. Hệ thức lượng trong tam giác vuông hồi lớp 9 là đã học rồi. Lúc đó cái cạnh BE nhân với cạnh BD phải bằng ABB. Tương tự như vậy thì do cái tam giác ABC vuông tại A và cái đường cao AF chân này, theo hệ tương lượng trong tam giác vuông thì mình cũng sẽ có được là BC nhân với BF nhân với BC, BF nhân với BC nó lại cũng bằng ABB. Đấy, vậy thì từ 1 và 2 người ta suy ra ngay là theo tính chất bắc cầu thì BA nhân với BD phải bằng BF nhân với BC, hay là BA mà
chia cho BC. BM chia cho BC thì phải bằng BF chia cho BD. Đấy, đây là điều số 3. Xét tam giác BEF và tam giác BCD có là BE chia cho BC bằng BF chia cho BD và góc B chung có hai cái điều này. Vậy ta có quyền suy ra là tam giác BEF đồng dạng với tam giác BCD. Nếu nó đồng dạng với nhau thì hai cái cặp góc tương ứng sẽ phải bằng nhau. Đấy là góc BFE bằng góc BDC. BDC. Nếu vậy thì ta đã sẽ suy ra được ngay do cái góc BFE cộng với góc EFC bằng 180 mà BFE lại bằng EADC. Cho nên là hai cái góc là EADC và EAFC cộng lại với nhau sẽ bằng 180. Ta suy ra ngay là BDC hay là BDC hay là EADC cũng vậy. EADC cộng với lại EAFC. EAFC bằng 180 độ. Cái này cũng không cần phải giải thích nhiều đúng không? Suy ra tứ giác CD nội tiếp đường tròn, hay nói cách khác là bốn điểm này thuộc cùng một đường tròn cũng vậy. Đây chính là điều phải chứng minh.